Xin chào tất cả mọi người. Hoa Đá Bơ đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hãy tiếp tục thưởng thức những món ăn ngon, những cuộc giao lưu thật là thú vị và bên cạnh đó là những bí mật về các khẩu vị của những thần tượng, các nghệ sĩ sẽ được khai thác trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Nào, xin mời quý vị chúng ta vào phòng khách nha. Nhưng mà trước khi vào phòng khách mà chỉ có một mình Hoàng trong một không gian rất mới rất đẹp này của Khẩu Vị Ngôi Sao thì uổng quá, phải mời thêm một vị khách mời ngày hôm nay chứ. Đây là một nữ diễn viên rất xinh đẹp, trẻ tuổi, tài năng, nhưng mà bên cạnh đó cô ấy có một bí quyết để giữ gìn vóc dáng của mình luôn luôn thon gọn và mọi thời điểm cô ấy luôn giữ được sự lạc quan và tích cực của mình. Đó chính là diễn viên Nhung Gumiho. Chào Nhung. Hello. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, rạng rỡ bước ra như một nàng tiên. Nhung ơi, đó, giống như câu hỏi hồi nãy anh cũng đang thắc mắc với em á, là bí quyết làm sao em giữ được vóc dáng rất là thon gọn này. Trời ơi, thật ra thì lúc nãy ở trong gọi là gì phòng chờ là anh Hoàng cũng rất là hỏi Nhung là tại sao mà có thể giữ được cái vóc dáng này mà trong khi đó giờ em đâu có mọc đâu anh Hoàng. Biết rồi, nhưng mà để duy trì cũng khó lắm. Thì vì anh biết là cơ địa của phụ nữ á, chỉ cần mà hít thở không khí thôi cũng mập nữa mà. Dạ, em nghĩ là cơ địa của mỗi người thì sẽ có người dễ mập, có người khó mập, đúng không? Thì em thì cũng có thể là thuộc trong dạng như là em ăn nhưng mà nó cũng khó vô, nhưng mà quan trọng là em cũng có ăn healthy nè. Em ngủ rất là sớm, em dậy cũng rất là sớm, với lại là em giữ cho mình một cái thói quen là thích ăn rau sạch nè, không có ăn những cái đồ dầu mỡ này kia đó cho từ nhỏ tới giờ luôn. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Ngày hôm nay sẽ có một bạn fan hâm mộ đến đây để nấu ăn để em thưởng thức, nhưng mà trước tiên là chúng ta cũng phải vào phòng khách để mình thăm hỏi nhau một tí nha. Mời Nhung vào phòng khách. Gia chủ xin được phép ngồi giữa hả? Bình thường á thì em nói là em là một người không có dễ mập, nhưng mà em có dễ ăn không? Nếu như mà cái món gì đó mà em thích thì em ăn rất là nhiều. Món sở trường của Nhung là gì? Em thích ăn salad. Salad nghe tưởng đơn giản, nhưng mà nếu mà không biết cách mà chọn rau nè, bảo quản rau rồi pha trộn mix lại với nhau như thế nào cũng không phải là dễ dàng để làm đâu. Như vậy thì đã có ai có may mắn được Nhung Gumiho nấu ăn cho ăn chưa? Gia đình em cũng rất là hay nấu ăn cho gia đình. Rồi còn em chưa có... chưa không có chàng trai nào khác à? Dạ chưa, em chưa. Nhung bữa nay là chỉ đến tham quan nhà của anh rồi được thưởng thức món ăn ngon mà không phải anh nấu, anh đâu có biết nấu. Fan hâm mộ của em biết nấu. Wow. Và bây giờ thì tức là em không có đụng tay luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta gặp gỡ bạn fan hâm mộ nha. Bạn ấy đứng nãy giờ ở ngoài lâu lắm rồi đó. Ok. Khải ơi. Khải à. Quốc Khải. Đây. Chào Khải. Hello chị. Em. Mời em ngồi. Đây, một nhân vật không còn gì xa lạ với chúng ta và đặc biệt là sự mong chờ của Khải, đó chính là diễn viên Nhung Gumiho ha. Rồi giới thiệu đôi nét về mình đi. Em là Khải, em đến từ Vũng Tàu, người con xứ biển. Thì em là fan của chị rất là lâu rồi. Từ thời mà em còn học cấp 3 ấy. Thương không? Thiệt đúng không? Bạn ấn tượng như thế nào về nét diễn xuất của Nhung Gumiho? Nét diễn xuất của chị á thật là tự nhiên. Ở ngoài cũng như là ở trên màn ảnh vậy. Chị rất là tự nhiên. Và cái vẻ đẹp của chị nữa, em bị ấn tượng cái vẻ đẹp của chị nữa. Vậy thì bạn tính coi, xương xương coi là mình đã hâm mộ Nhung Gumiho được bao nhiêu lâu rồi? 4 năm đó chị, trong 4 năm. 4 năm. Trong 4 năm đó bạn tự tin làm hiểu được thần tượng của mình không? Nếu mà để hiểu hết á, mà chỉ không tiếp xúc nhiều á, thì em nghĩ mình tầm 50 thôi. Trời ơi, 40 50 là ghê lắm. Không dám tự tin lắm. Không, vậy là cũng khiêm tốn ha. Như vậy chúng ta sẽ trải nghiệm qua trò chơi đầu tiên để tìm hiểu nhau và xem là độ hiểu ý của bạn về thần tượng của mình có phải là 50% hay là hơn nhé. Dạ. Thì bây giờ thì xin mời Nhung sẽ tiết lộ cho chúng tôi biết thông điệp khác nhau liên quan đến cuộc sống hay là gu ăn uống của chính Nhung nhé. Đầu tiên là gì nè? Rồi, đầu tiên á là em không có thích ăn mỡ hành. Đó là một cái dự kiện đưa ra. Thì Nhung không thích ăn mỡ hành. Bạn Khải, bạn đoán điều đó đúng hay sai? Mỡ hành là nó có chất béo nè, chưa nói tới cái mùi của hành nữa. Em ăn được hành nha. Em ăn được mỡ nha. Ồ vậy hả? Đó. Bây giờ đoán đi, đúng hay sai thôi, đơn giản. Nếu đoán đúng thì bạn vượt qua được cái thử thách. Còn nếu như đoán sai, với sự xác nhận của người đẹp, thì một trong ba ly nước này sẽ thuộc về bạn. Bạn sẽ uống cái ốc hết. Đoán đi. Đúng hay sai? Sai.
vì lại là em đã nghe theo những gì mà Nhung vừa mới đánh hỏa mù với em đúng không? Đúng rồi, câu đầu tiên dễ đánh hỏa mù lắm anh. Đúng, đúng, đúng. Như vậy là Nhung Gumiho thích ăn mỡ hành đúng không? Em không thích ăn mỡ hành. Rồi xong luôn, uống đi em. Thấy chưa? Dữ kiện vừa đưa ra là đúng mà em lại chọn sai rồi Khải. Giờ rồi. Em, giờ em, giờ em. Uống cạn ly đi. Này là do em không tin chị. À, đây. Nào, con trai của biển à, uống coi nó có mặn hay không? Uống hết đó. Mà nước gì vậy anh? Tức không là... biết nữa. Vậy hả? Này bà quản gia nhà anh bà làm đó. Cái mùi nó sao vậy hả? Bình thường hả? Dành nước biển của em. Nào, con trai của biển à, uống coi nó có mặn hay không? Trời ơi, rồi nước muối hả? Nước muối. À, vậy thì trong đây là sẽ có muối, có gia vị gì đó đúng không? Hy vọng là sau có một ly nước lọc. Đó, chắc chắn sẽ có một ly nước lọc. Ráng lên em. Hy vọng là sau cái ly nước muối vừa rồi, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ mặn mà hơn hả? Ok. Rồi bây giờ sẽ là thông điệp thứ hai đến từ Nhung. Không, nhưng mà nói lại về cái vấn đề lúc nãy á, Nhung ăn được mỡ và ăn được hành. Nhưng mà riêng mỡ hành là Nhung sẽ không bao giờ ăn. Tức là hai cái mùi vị đó nó trộn nhau, nó ra một cái mùi nó rất là kỳ. Nhưng mà rất là nhiều người thích cái món đó. Tại vì ăn cơm tấm mà không có mỡ hành thì sao mà ăn đúng không? Bắp nướng nữa. Nhưng mà em chỉ cần có mỡ hành ở trong đó, em không ăn mà em sẽ quạo đến khóc luôn á. Tức là đang nói mà không thấy nó là em sẽ khóc. Tức á, không ăn được. Ví dụ như trong bắp này nọ có cái đó, em ăn cũng không được luôn. Để vô nè, nha. Lát nữa làm cho đẹp cho ngon vô mà dứt miếng mỡ hành vô là coi như toàn thẳng. Rồi, ok. Để... thông điệp thứ hai đó là em không thích ăn giá. Nhung Gumiho không thích ăn giá. Cái này hơi khó nha. Tôi không biết đâu đó, tại vì nó cũng là rau củ. Cái này anh không dám xúi bậy em nữa đâu. Nhưng mà anh nghĩ giá thì ăn với phở nè, giá trụng nè, hang rồi... bao nhiêu món ăn khác đều cần phải có giá. Ăn cậy mà cổ không thích ăn mỡ hành là cái mùi. Giá đâu có mùi. Nhung không thích ăn giá là chính xác hay không? Em tin idol của em. À, ghê vậy. Yeah. Em đặt niềm tin vào chị. Nữa hả? Chị, em vẫn chọn là đúng. 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 Là diễn viên Nhung Gumiho không thích ăn giá. Dạ. Yeah. Chính xác không ạ? À? Chính xác. Nói chung là giá sống là em sẽ không bao giờ ăn rồi đó. Còn giá chính thì chỉ có một món duy nhất em có thể ăn thôi. Là món canh chua. Canh chua. Còn tất cả các loại mà giá trụng hay gì em cũng không ăn luôn. Tại vì cái mùi giá nó rất là kỳ. Nhưng mà khi mà bỏ vô trong cái nồi canh chua thì là tất cả những cái vị ở trong đó nó hòa quyện lại, nó em thấy là nó hoàn hảo. Chỉ riêng cái món đó thôi. Dễ thương ha. Thì nãy giờ em cũng nói là hai món em không thích. Còn ngoài ra là tất cả gì em cũng ăn được hết trơn á. Đó. Em rất là dễ nuôi, chỉ có hai cái món đó thôi. Cảm ơn Nhung đã tiết lộ ra những cái gu ăn uống và bí quyết ăn uống của riêng mình để giúp cho bạn Khải có khả năng nấu ăn thật là ngon và hợp khẩu vị với Nhung ngày hôm nay. Dạ. Nè, xin mời Nhung cạn ly. Hả? Sao ly của em? Anh đang đúng mà. Trời ơi. Anh nghi lắm, cái màu nó đặc đặc đó. Mình nhấp nhấp mùi thôi. Chào hả? À, ngọt ngào như giọng nói của em vô. Nhưng mà bỏ hơi nhiều nha. Ừ, bởi vậy anh thấy nó đổi màu là anh nghi lắm rồi. Hơi hết nha. Như vậy chúng ta đã trải qua được 3 thông điệp khá là thú vị của Nhung Gumiho mà có khi là lần đầu tiên quý vị khán giả theo dõi Khẩu Vị Ngôi Sao hay là những khán giả hâm mộ của Nhung mới hiểu được cô nàng này có cái cách ăn cũng thú vị quá. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị sẵn sàng bước vào bếp. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với trò chơi tiếp theo. Mọi người ơi, xin chào đón tất cả quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ hãy sẵn sàng bước vào chặng hành trình tiếp theo ngày hôm nay của chúng ta. Thú vị không kém đâu. Bởi vì Quốc Khải sẽ phải cố gắng vượt qua thử thách này để có thể nấu ăn thật là ngon. Bởi vì sao? Đề bài ngày hôm nay mà do chính chương trình chúng tôi đưa ra dành cho bạn, đó chính là phải nấu món lẩu Thái để dành tặng cho người đẹp. Nhưng mà nấu lẩu Thái mà không có nước lẩu, không có nước lèo thì coi như thất bại hoàn toàn. Đây, phần nước lẩu đây. Mà để có được quyền sở hữu nước lẩu này, em phải vượt qua được thử thách này, em chấp nhận hay không? Chấp nhận anh. Dạ, chúc bạn ấy lời nói may mắn đi Nhung. Ok, chúc em may mắn nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy đến với trò chơi này rất đơn giản. Nhung Gumiho sẽ sử dụng tờ giấy và cây viết này và đặt lên lưng của bạn. Bạn Khải phải đoán xem người đẹp với những nét vẽ hay nét viết của mình thì người đẹp đang viết chữ gì hoặc vẽ cái gì.
Ghê chưa, ghê chưa? Về đồ ăn á. Về bất cứ chủ đề nào mà em mong muốn nhé. Để hạn chế về cái sức sáng tạo nghệ thuật theo phong cách trừu tượng của các nghệ sĩ đó. Thì trong khoảng chừng em muốn mấy nét vẽ? Anh ưu tiên cho em. Nói chung là em sẽ vẽ đơn giản nhất có thể. Đơn giản nhất có thể. Thôi bây giờ tối đa là 5 nét thôi nhé. Dạ ok. Nha, 5 nét nha. Để em dễ đoán nha. Dạ dạ. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà mình vào vị trí. Mời người đẹp. Đó. Rồi. Cảm nhận nha. Ok. Nhắm mắt chứ nhìn anh phân tâm đó. Nhan sắc anh tuyệt đỉnh lắm. Đẹp trai em tìm người có những người yêu. Nhan sắc anh tuyệt đỉnh lắm. 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 Ok. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Nhìn kỹ nha em. Bây giờ là nè, Hoàng không thấy được Nhung đang vẽ cái gì. Đồ lại gì? Đồ lại không nè. Đầu tiên vẽ như này ha. Thứ hai là như này. Là gì? Em vẫn chưa đoán được cái gì luôn á. Người ta vẽ đơn giản lắm luôn á. Đơn giản lắm luôn á. Nói chung nét là nét đầu tiên nè nha. Nét đầu tiên nè ha. Rồi, hình tròn. Rồi đúng không? Một hình tròn. Rồi nè. Ông mặt trời. Trời ơi, có vậy thôi đó. Quá giỏi, đây chính là hình ảnh rất là quen thuộc khi mà chúng ta bắt đầu tiếp xúc với hội họa ngay từ lúc 2-3 tuổi. 3-4 tuổi là vẽ ông mặt trời trước, nó dễ quá mà. Hay quá ta. Wow, hay quá, hay quá. Như vậy là chúng ta đã kết thúc khoảng thời gian dành cho bạn Khải để vượt qua thử thách đến từ người đẹp Nhung Gumiho. Và rất là xuất sắc, chúc mừng bạn. Đây, nước lộng thế thần thánh đã thuộc về bạn rồi. Chúc mừng Khải, chúng ta vào bếp thôi. Đi thôi anh. Ừ. Rồi, giờ em có nhiệm vụ gì ta? Dạ đây, người em chỉ ngồi thôi. Dạ, dạ, xin mời thực khách. Dạ, ngồi thôi. VIP nhất ngày hôm nay cứ việc ngồi thưởng thức thôi. Hay là người đẹp muốn, bạn có muốn em phụ không? Em chắc em vô bếp phụ đi. Trời, em ngồi không? Dễ thương quá. Trời ơi, xỉu như đẹp. Mọi người thấy không? Nhung dễ thương lắm. Rồi, vậy mình vô bếp. Ok. Rồi, đầu tiên là mình hãy đeo tập về vào nào. Ôi may quá, không có giá. Rồi, đây là có tôm. Đâu, người đẹp coi, thẩm định coi bà quản gia nhà anh mua đủ đồ chưa? Em thấy là đủ rồi đó. Em cũng thích ăn rau nè. À, em thích ăn nhúc. Em thích ăn. Thích ăn hả? Đó, nãy giờ em kể em không thích ăn hai món. Còn lại tất cả mọi thứ em đều ăn được hết. Mừng quá, mừng quá, mừng quá. Vậy là hợp khẩu vị với Nhung lắm đó nè. Bây giờ quan trọng là cách nêm nếm của em nha. Khải ơi, cố lên, cố lên. Đó giờ em nấu ăn nhiều chưa? Dạ em biết nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu ai cũng khen ngon hết. Thiệt hả? Rồi, okay. Hôm nay không phải là lần đầu tiên nấu là được. Nhưng mà còn về riêng món lẩu Thái làm sao? Em nấu mấy lần rồi? Lần duy nhất. Lần đầu tiên. Em nấu mấy món như là canh chua chưa? Canh chua, dạ rồi. Thì cái món Thái này nó cũng có cái vị giống giống vậy. Thì nghĩ nó nên nó cũng giống giống vậy. Chua cay là được. Em ơi, chua cay là được. Chuột bạch thì chuột, chứ anh nghĩ là em cũng nên tham gia một tí nha Nhung nha. Dạ ok ok. Không, nhưng mà hôm nay á là biên tập xuất sắc nha. Tại vì em đâu có nói với mọi người là em thích ăn cái món gì đó nó chua cay đâu. Ủa vậy hả? Nhưng mà tự nhiên là trúng ngay cái món này rất là thích luôn. Cảm ơn bà quản gia chuyên nghiệp. Có nước lẩu sẵn rồi cho nên là cũng đỡ ấy. Đúng rồi đó. Chứ mà hầm nước là mất cả đêm. Cái cách đổ này là tôi không có chịu đó nha. Trừ điểm. Trừ điểm? Phải nấu sao vậy? Bếp. Tại vì nấu bếp em thường á, em nấu bếp em rất là sạch. Sạch đó. Có khi em vừa nấu em vừa rửa luôn á. Cho nên là không có được dơ gì hết trơn á. Chùi rửa nó phải đẹp mắt. Thì ăn nó mới ngon được. Gọn gàng. Chị nghĩ là mấy cái cặn này là mấy cái ngon nè. Mình phải không có đổ, không có bỏ đó. Tinh túy đúng không chị? Tinh túy nằm bên trong đó. Thành phẩm của hai chị em thôi chứ em không làm được gì hết trơn. Có, anh là phục vụ bưng bê. Anh dọn dẹp cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà thật sự là rất là ngon mắt nha. Dạ. Nhưng mà không biết là hương vị như thế nào thôi. Thì bây giờ thì xin mời món quà dành tặng cho Nhung Gumiho ngày hôm nay và người ăn ké là Hoàng Đáp Bơn. Dạ rồi. Gấp gấp bún giùm người đẹp, gấp bún giùm người đẹp. Dạ chị ăn bao nhiêu chị gấp đem múc nước.
Em mốt cho mọi người luôn nha. Ừ, chứ anh già cả run tay, anh không gấp được cái gì hết. Rồi, em múc nước cho anh trước nha. Cho người đẹp, cho người đẹp. Thôi, cho anh Hoàng trước đi. Ừ. Rồi, cho anh Hoàng Duyên này. Thường quá, trời ơi. Rồi, múc cho bạn chị nha. Bạn Khải, trời ơi, cho người đẹp con tôm luôn. Hiểu tình cảm của fan hâm mộ luôn. Rồi, rồi. Okay. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Thì không biết nêm nếm thêm như thế nào rồi hòa quyện ra sao. Em xin mời cả nhà. Được không anh Hoàng? Ý, không có cay như anh nghĩ rất nhiều. Đâm ra cái vị cay này rất là thanh, rất là dễ chịu. Cũng chua chua nè. Dạ, chua chua. Ngọt. Chuẩn bị chưa? Nhưng mà nguyên liệu khác thì rất là mềm, rất là vừa, sắc sắc. Nhưng mà quan trọng là ý kiến của người đẹp kìa. Dạ, em... Ưng không, ưng không? Dạ, ok. Em ưng không á? Em ưng à? Em thấy khá là ok. Tại vì trong đây có công sức của em nữa mà. Đúng rồi. Nhưng mà cái hương vị như thế nào? Hương vị nào? Thì thấy quan trọng là bạn có đặt tình cảm vào trong đó, cho nên là Nhung có thể cảm nhận được rất là vui với cái thành phẩm của bạn cũng như là tình cảm của bạn. Cảm ơn chị. Đó chính là một trong những điều mà Khẩu Vị Ngôi Sao luôn mong muốn mang đến cho những khách mời đặc biệt, cho quý vị khán giả, không chỉ là được thưởng thức những cái món tuyệt phẩm mà là được ăn cùng với những người mà mình yêu quý. Thứ hai là dành hết tất cả những tình cảm mình vào trong món ăn đó. Cảm ơn Nhung rất là nhiều và chúc mừng cho bạn Quốc Khải ngày hôm nay đã chinh phục thành công rồi. Và bây giờ sẽ là một chút xíu phần quà dành cho bạn. Xin mời. Và bây giờ sẽ là một món quà để đáp lại tấm chân tình của bạn Quốc Khải. Đó chính là phần quà đến từ Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin mời Nhung Gumiho sẽ trao tặng phần quà này. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chúc em. Cho Nhung sẽ mãi luôn xinh đẹp, phát triển trong nghề nghiệp và được rất nhiều fan hâm mộ yêu mến. Và sự nghiệp của bạn luôn phát triển nha Nhung nha. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình đã mang đến một niềm vui và trải nghiệm cho em được gặp thần tượng của mình và nấu ăn cho chị ấy. Thật không biết nói gì hơn, cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi Khẩu Vị Ngôi Sao tập phát sóng ngày hôm nay. Và xin mời mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó chính là 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Với Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ Hoàng Đăng Bơ cùng với tất cả mọi người xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.